sĩ trên mặt trận ấy. Nhà quay phim người Nga Roman Kakmen sang làm phim về chiến thắng Điện Biên Phủ của ta. Giữa lúc công việc kháng chiến đang bề bộn, Bác Hồ vẫn dành thời gian để xem kịch bản và bàn bạc với đạo diễn trước khi đoàn phim đi ra chiến trường. Cùng sự hợp tác của một số quay phim Việt Nam như Hồng Nghi, Mai Lộc, Tiến Lợi, Quang Huy do đồng chí Phạm Văn Khoa phụ trách, Bác biết đây là dịp để anh em điện ảnh của ta được nâng cao trình độ và bộ phim sẽ là cơ hội để nhân dân quốc tế hiểu hơn về một nước Việt Nam độc lập.